Rồi, mình xin chào tất cả anh em trở lại kênh Pin Điện Gia Dụng của mình nha. Nay mình về được ít máy anh em. Lên clip cho anh em mình xem, anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo. Còn chưa phù hợp thì anh em xem cho vui để chờ clip sau nữa anh em. Đấy. Tất cả máy này là hàng nội địa Nhật điện 100V nha anh em. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Anh em muốn mua xài hàng nội địa Nhật này anh em phải có cái biến áp nha, từ 220 xuống ra 100, 110. Đấy. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em nghe kỹ giùm mình nha. Có một số anh em thì đã mình nói là chuyển khoản mới bao ship, còn không chuyển khoản thì anh em nhận máy trả tiền cho anh em phải trả tiền ship. Mà tới chỗ rồi anh em cứ nói là tiền ship thế này thế kia, phải nói là rất là khó khăn. Mình phải nói là nói chung là anh em nghe kỹ giùm mình nha. Nói chung là chuyển khoản mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em phải cộng tiền ship đó nha. Đấy, mình nói thẳng. Rồi, thôi mình vô nghe anh em. Đấy. Đây, mình mới về cuộn dây điện nè anh em. Đây, cuộn dây điện. Dây dài 10 mét. Đây, âm dương có sẵn nha anh em. Đây, âm dương có nè. Đấy. Dây dài 10 mét. Đây là hãng Z nè anh em. Hãng Z thì quá ok rồi. Đấy. Dây dài 10 mét nha anh em. Đấy. Cọng dây này là mình không có bao ship nha anh em. Đấy. Chung là kiếm một ly cà phê thôi. Cây số 1. Số 1 300k nha anh em. 300. Cây số 2 là một cây cắt cỏ, cắt kiểng, cắt cành, cắt gì đó anh em. Anh em thích cắt gì đó cắt. Đây, nguyên zin nó vậy nè anh em. Cái này điện 100V, nó 130W nha anh em. Đấy. Đây này mình chưa không có lau chùi gì luôn anh em. Thì lau qua cái là nó ok anh em. Đây. Cây số 2. Cây số 2 200 nha anh em. Cây số 2 200k. Số 3 là một cây máy mài đây anh em, máy mài Makita. Đấy. Cái này là điện 100V. Nó 500W, rưỡi 1 tấc. Đây, Makita. Giờ này chưa xếp cứng lên nè. Có ok nha nè. Đây cái dàn lát nữa mình gắn vô sau. Cây số 3. 350. Số 3 350 nghe nè. 350.
kỳ nha anh em. Đây này điện 100V. Nó 530W, lưỡi một cách nha anh em. Em thấy quá đẹp không? Ốc 7 màu luôn nè. Cực kỳ chỉnh, nước sơn nó chưa có chạy trước vậy nè anh em. Sơn còn nguyên luôn. Đấy. Đây nè. Mấy cây là dạng nồi đồng cối đá này nghe nè, trời năm nào mà hư nó đấy. Số 4 3.5 nha nè, 3.5. Đây, cây số 5 là một cây. Cây này là điện 100V. Nó 560W nha anh em, lưỡi một tấc nha. Cái này lưỡi tấc, nó có cái điều tóc đây anh em. Cái này có điều tóc nha. Đấy. Ngoại hình nó thì về nó bị ở ngoài nắng riết mà nó bạc màu nè, bạc màu nha anh em. Chứ trong ruột thì ok. Ở ngoài nắng nè, bạc màu. Đây nè. Lên. Đấy. Điều tóc đây nha anh em, điều tóc đây. Đấy, nó có điều tóc đâu này, nó ok hết á. Cây số 5 450 nghe nha. Cây số 5 450. Cây số 6 đây nè. Cây số 6 là một cây mài khuôn mài khiết vậy nè nha. Đấy. Cây này nó cũng giống giống cây cây liếp rồi, liếp rồi mình cũng có cây đi rồi nghe nha. Có cái nồi lao lên kiếm cái nồi ghé đây, có cái phần xanh xanh không biết nằm đâu rồi, không biết. Bỏ ga thành ra nó hơi giòn nghe anh em. Cây này nè, tem nó bằng nhôm nghe anh em, tem nó bằng nhôm. Cây này là điện 100V. Chú nó không thấy anh em. 450W nha anh em, 450W. Đấy, mày khuôn mày khiết vậy nè anh em. Cây này nó là 6 ly nha anh em. Cái đầu nó là 6 ly nha. Đây nè. Đấy, nó cực kỳ êm nha anh em.
luôn, gió mát luôn. Cái này nó bằng nhôm này, anh em đưa vô trước là anh em đánh là nó trắng lên liền à. Đấy, cây số 6 450 nha anh em, 450. Cây số 7 là một con vít nha anh em, vít Hitachi nè. Vít Hitachi điện 100V, nó 320W. Đấy, 320W nha anh em. Đấy, điều tốc ok nè anh em, đấy bóp mạnh cho mạnh. Đấy. Đây đảo chiều nè anh em. Này có thắng nha anh em, có thắng nha. Này anh em chạy thường thường đó. Đấy. Đấy nè, thắng ok nè. Đấy. Đấy, thắng độ ok nha anh em. Đấy. Quá ok luôn. Là quá ok nha anh em. Đấy, dứt. Cây số 7. Cây số 7 500 nha anh em. Cây số 7 500. Đấy. Cây số 8 là một cây cưa lộng nha anh em. Anh em thấy nó mới. Nước sơn của nó mà chưa chạy xước nè anh em. Nước sơn chưa chạy xước luôn. Đấy, anh em thấy nó mới ken luôn. Anh em ốc bảy màu luôn nè anh em. Đấy, ốc của nó. Cây này là điện 100V. Nó 390W nha anh em. Đấy. Cây này nó mới thì mới ken luôn anh em. Chưa xài luôn. Đây nè. Mới cứng nha anh em, anh em nhìn thấy nước sơn của nó là phải là mới cứng nha. Đấy, cứng luôn. Cây số 8 350 nha anh em. Cây số 8 350. Cây số 9 là một cây bào đó anh em, một cây bào. Cây bào này. Sakiu rồi nè anh em, Sakiu. Rồi Sakiu này là anh em biết là hàng của Mỹ nè anh em. Hàng của Mỹ mà sản xuất tại Nhật nè anh em. Hàng của Mỹ mà sản xuất tại Nhật. Dữ thiệt. Cái này điện 100V. Cái số watt nó không có nè. Hàng của Mỹ là lưỡi, nó lưỡi 82 nha anh em. Bình thường những cái bào này nó là nó Hitachi Makita, nó nằm dạng là 480W. Cái loại này nó nằm dạng 550W nha anh em.
550W lưỡi 82 luôn. Này là quá nha, quá ok nha anh em. Đấy. Quá ok nha anh em. Đấy anh em thấy chưa? Chè nó nhỉ. Quá cực kỳ. Sạc kêu của Mỹ mà sản xuất tại Nhật luôn nha, ghê chưa? Cái này phải nói là đỉnh, đỉnh của đỉnh. Đây là sạc kêu nè, mình kêu nó sạc kêu chứ không biết nó xin sai gì nữa không biết. Sa xin sa chiết gì ơi, tại vì anh em muốn kêu gì kêu, mình kêu cái gì dễ đọc nhất là mình kêu thôi anh em. Thấy cái nút của nó nè, đấy. Đấy, quá ok nha anh em. Cây số 9. Cây số 9 550 nha anh em. 550. Đây cây số 10 là một cây bào Makita anh em. Cây này thôi anh em khỏi phải suy nghĩ, một cây bào Toshiba chứ, Toshiba. Cái này điện 100V, nó 470W, lưỡi nó lưỡi 82 nha anh em. Đấy, cây này là chưa xài nè anh em, chưa xài luôn, phải nó len ken luôn anh em, phải nó chưa xài luôn. Anh em thấy cái đế của nó nè, cây này là quá dữ luôn nha, cực kỳ. Anh em. Đây nè, phải nói cái cây này nè. Đấy, anh em thấy cái độ mới của cái cây này thôi, khỏi phải suy nghĩ anh em. Cây số 10. Cây số 10. Cây số 10 600 nha anh em. Cây số 10 600. Đấy. Đây cây số 11 là một cây massage đây anh em. Một cây mít xa đấy, len keng chưa đấy anh em. Đấy, có chỗ này nó hơi rách, chỗ này miếng à, anh em lấy bằng keo đen anh em dán lại cái xong anh em. Đấy, nói chung trong khi vận chuyển nó phải xuất sắc nha, vậy nè anh em. Đấy, đế này nọ là ok hết, bây giờ là ít khi mà được một cái máy đẹp như vậy đó anh em. Nó chỉ có cái xuất sắc chỗ đó một miếng thôi, ngoài ra không có, ngoài ra quá ok. Đấy, nó chạy im ru rồi nha. Đấy, cấp 2 đó, cấp 1 nè anh em. Đấy, quá rỉ rả không, cấp 2 thì đẩy lên. Đấy, chạy. Ok nha anh em, ngon lành.
Cái số 11. Sáu trăm rưỡi nha anh em. Số 11, 650. Số 12 là một cây đây anh em. Đây, cây này quá lâu rồi mình mới về được cây này anh em. Cái số 12 là một cây điện 100V, nó 950W nha anh em. Cây này vừa đánh bóng, vừa đánh bóng đánh nhám gì nè anh em. Đây, nó như thế này nè anh em. Đấy, nó như thế này. Vậy anh em nhận vô là xong. Nhận vô là xong. Đây, còn anh em muốn đánh bóng thì anh em dán này vô, anh em dán vô là xong, dán vô đấy, dán vô cái là xong anh em. Mình để đại vô đấy, dán vô cái là ok rồi anh em rồi đánh bóng. Còn đánh nhám thì đây, đánh nhám thì anh em cứ lột này ra, lột này ra rồi anh em dán nhám vô đây anh em đấy. Quá ok anh em. Đấy, cái này nó có điều tốc đây nha anh em, điều tốc đây nha, dây chặt dài rồi mênh mông nha, dây nha. Đấy, đấy nè, đấy cấp 1 là nó rỉ rả nè. Đấy, lên nè anh em, lên. Đấy, cấp 1 là dễ rã vậy đó nè. Đấy, cái này anh em mình nhấn qua cái nút như đảo chiều, nhấn qua đây là nó chạy một mức 1 nè anh em. Đấy, một mức 1, anh em nhấn qua đây là anh em mới chơi điều tốc được nha. Đấy, nhiều khi vận chuyển cái nút này nó bật qua thì anh em nó ủa sao mất tiêu cái điều tốc, anh em về anh em cứ nại qua nại lại là điều tốc được nha, vậy thôi. Cái này về dặn vô là cái là xong anh em. Đấy, anh em cứ dặn vô là xong. Cái số 12 600 anh em. Cây 12 600, cây này dạng nó còn như trong thùng nữa nè. Rồi cái bộ này nó đi. Đây anh em, tiếp theo là một cây này. Đấy, cái thùng này thì nói chung nó cũng tơi tả tan nát rồi nha. Cái thùng này mình đóng thùng chắc đấy, cái cưa kiếm này anh em mới ken này, mới cứng trong thùng luôn nè anh em, thấy cực kỳ đẹp, quá đẹp nha anh em. Đấy, cây này là điện 100V, nó 280W nè anh em. Đấy, nó có cái lưỡi, lưỡi đây nè anh em. Đây, nó có lưỡi rồi trong đây nha, lưỡi đây, lưỡi dưới miếng giấy đấy. Anh em về dặn qua cái là anh em gắn lưỡi vô đây, dặn qua vậy cái anh em gắn lưỡi vô, anh em buông ra là nó cứng thôi. Đấy, đây nè, đây đấy, điều tốc ok chưa, nhúc nhích nè. Đấy, bóp mạnh cho mạnh đấy nè. Đấy, có xe nha anh em, đẹp xuất sắc luôn. Có cái thùng nó hơi tăng, mưa gió nó hơi tàn tả. Tàn tả cái thùng mà nghĩa lý gì anh em, thôi tượng trưng thôi. Đấy,
cái vậy đi, có cái lưỡi nằm trong nha anh em. Đấy. Cây 13. Cây 13. 550 nha anh em. Cây 13. 550. Đây là của một cây cưa kiếm nè, đấy, nó khác màu thôi nha, đây, đây, màu xanh nè nè, nói chung nó hình thức như nhau, nó chỉ khác cái màu thôi nha, khác màu thôi, ngoài ra không khác hết. Đây có lưỡi sẵn nè nha, có lưỡi trong đây nha, đấy, thì nó là hình thức nó cũng vậy thôi, nó 280W anh em, điện 100V, 280W, đấy. Đây nè. Đấy. Đấy, bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh lên nè. Nói chung hàng này là hàng chưa xài nha nè. Còn trong thùng là anh em ấy, hàng chưa xài. Quá ok. Đều có cái lưỡi cắt gỗ trong thùng nha anh em. Đấy. Số 14. Số 14 550 nha anh em. 550. Đây, số 15 đây nha. Đấy. Nói chung là cũng như mấy cây kia thôi. Nó chỉ khác cái vỏ, nó khác màu thôi nha anh em, không khác gì hết. Đây. Đây, nó cũng là cùng. Đấy. Có lưỡi đây, cái lưỡi đây nè. Đấy. Cũng là hai điện 100V, 280W. Nay mình về được 3 màu anh em, 3 màu. Mỗi thứ mà màu. Đấy, màu xám xám, màu xanh xanh, màu đen đen. Đây. Đều chạy như nhau hết. Công hiệu như nhau hết, không có khác gì hết trơn anh em. Đấy. Toàn bộ là mới chưa xài hết. Điện 100V, 280W hết nha anh em. Đấy. Vậy anh em chỉ dặn cái qua cái là nhét lưỡi vô là ok. Xong. Cây màu đen lúc nào nhìn thấy nó cũng hầm hố hơn. Mấy cây màu xanh thì như mình nói cho phụ nữ, phụ nơi nhìn thấy nó mượt mà. Mượt mà, nhưng mà nó. Cây màu đen thì nó lực, lực hơn. Nhìn thấy nó hoàn tráng hơn, hầm hố. Cây 15. Năm trăm rưỡi luôn nha anh em. Đấy. Cây 15. Năm trăm rưỡi luôn. Cây 16 là một cây cây cưa. Đây một cây cưa Hitachi đây anh em. Cây cưa Hitachi này nè. Điện 100V, 1050W. Lưỡi nó từ 180 đến 190 nha anh em. Đấy. 1050W đây. Lưỡi của nó đây. Ok anh em. Quá mượt mà, thép còn đầy đặn nha. Để là để nhôm ngon lành. Đấy. Nghiêng cao thấp đầy đủ ok hết. Cực kỳ bốc nha. Đấy. Đấy nè. Ok nha anh em.
Đấy. Cây 16. Cây 16 550 nha anh em. Cây 16 550. Cây 17 là một cây cưa thân dọc, quá lâu mới về được cây cưa thân dọc đây nè. Quá lâu luôn. Đấy, quá lâu mới về được cây cưa thân dọc. Đấy nè, đấy. Đây, ngon lành cho anh em. Thân dọc. Ok chưa? Lưỡi là lưỡi chưa xài nha. Lưỡi này là lưỡi chưa xài luôn. Đấy. Cái đế thì anh em về trà sơ lại, đưa vô cước là ok hết anh em. Đấy. Cưa thân dọc. Cái này điện 100V 670W, lưỡi của nó là 125 nha anh em. Lưỡi 125. Đấy. Đây nè. Đây đèn là ok nha, đèn nha, có đèn nha. Đấy. Cái cây này bình thường là có thắng nha nha. Vậy anh em chạy thường thường là có thắng lên đó. Đấy. Cây 17. Cây 17 550 nha anh em. Cây 17 550. Cây 18 là một cây cưa xích đây nè. Đây, cái này là len ken rồi. Cái này là mới về, clip rồi mình cũng có clip rồi mình cũng có bán mấy cây anh em. Nói chung là cũng mấy cây cưa xích về. Đấy. Cây này là điện 100V 1350W nha anh em. Đấy. Lam này lam mới luôn nha anh em, toàn bộ là mới rồi nha. Anh em thấy nó nhẹ nhàng tình cảm luôn anh em. Mới rồi hết trơn nè. Đấy. Đấy anh em. Quá ok luôn. Đấy, lam của nó đây. Đấy anh em. Đây lam của nó là 350 nè anh em. Đấy. 350. Đấy, 350. Cái này mới cứng nha anh em, mới toàn bộ mới chưa xài luôn nha. Đấy. Đây. Đó, ok nè. W là anh em thấy nó mạnh cỡ nào anh em. Đấy, lam 35. Cỡ nào là ok hết. Nó có cái vỏ này nữa anh em. Đấy, nó có vỏ này nữa nha. Đấy. Cây 18. Cây 18 700 nha anh em. 700 nha. Đấy, lúc này mình lấy được mấy cái này là cái nó hàng bãi bây giờ càng ngày càng ít trên nha. Cây 18 700. Đấy. Lấy cái cưa này ra. Bỏ đây, cây 19 là một cây bàn đấy anh em. Đây, một cưa bàn đây. Đấy, anh em thấy là cái cưa Hitachi nè. Cưa Hitachi là chất lượng luôn. Đấy. Đấy.
Đấy, cái bàn nó cũng hơi bự hơi to nha anh em. Cái ghế của mình vậy là để nó vừa y luôn. Đấy. Đây anh em coi cái bàn nữa nè. Đấy. Đấy nó còn vàng nè anh em, thấy không? Còn vàng vàng luôn. Đấy, lưỡi nữa nè. Đây lật lên luôn đó anh em, vàng tươi nè anh em. Đấy, vàng óng ánh luôn. Đấy, ngon lành chưa? Cái này là điện 100V. Nó 670W, lưỡi của nó là 160 nha anh em. Lưỡi 160. Thường thường những cái cưa kia là cái fan. Cái fan nó chế thành cái cưa, còn cái này là máy cưa thiệt thụ. Anh em không xài, anh em không xài cái máy cưa bàn này, anh em dặn bốn cái con này ra, anh em lấy cái cưa ra là cái cưa cầm tay bình thường. Là cưa cầm tay bình thường. Đấy. Đây anh em, Hitachi. Đấy. Hitachi nha anh em. Mình đo cái bàn của nó nè. Cái bàn này chiều dài là 40 anh em. Chiều ngang là 35. Đấy, 35 40. Quá ok nha. Đấy, chiều cao nó là 24. Quá cực kỳ nha anh em. Cái này là nâng cao thấp, là nói chung cái cưa cao thấp là qua là ok hết anh em, nói chung là được. Cái này mình đấy anh em. Đấy. Lưỡi nó là len ken anh em. Đấy anh em thấy cái lưỡi chưa? Cái này nó trên đó nó, cái bàn mình để nó hơi nó không được vừa giữ nha. Chạy chạy mình phải vịn chứ không vịn chắc rớt đó. Thắng luôn. Rồi thắng luôn, thắng dữ. Đấy, thắng luôn ok luôn anh em. Trời ơi, tôi đỉnh. Đấy, quá đỉnh nha. Ốc mà, anh em thấy mấy ngóc nè. Bảy màu còn luôn nè anh em. Đấy. Bảy màu còn luôn. Lúc này những cái cưa này rác lắm nha anh em. Để mình hạ cái lưỡi cưa xuống đi để nó lún lún lên cho ghê quá nè. Hạ xuống đi, thấy nó đưa đưa. Mình không quen ba cái đó thấy giỏi quá. Đây, các bạn. Cái số 19. Số 19 này, cái bạn này 870 ngàn nghe anh em. Đấy. 870 ngàn. Đấy. Đây, đây anh em. Đấy anh em, một cái cây cưa sắt nè. Đấy, nó cưa sắt là cưa cái kiểu gì nè anh em. Đấy. Nó kẹp, nó cưa ống nè. Cưa ống hay gì nè anh em. Cái độ nặng của nó là cái này là nó mình khỏi đè, nó tự nó cái cắt nha. Cái lưỡi nó là lưỡi như thế này đó anh em. Đấy, lưỡi của nó dày nè anh em. Đấy. Đấy, lưỡi của nó nè. Đấy anh em thấy không? Lưỡi này nó cắt, không biết nó cắt cái gì là mình không hiểu nha. Mà cái này chỉ cắt sắt thôi nha. Cắt sắt cái này, cây này là lưỡi. Lưỡi này dữ nè. Đấy. Khi cắt nó tự buông là nó tự ra gần xuống nha anh em. Đây, mình xây quanh tôi cho anh em xem. Cái này nó rơi lên chứ. Ghê quá. Đấy.
Đây nè, đấy. Mình coi thông số của nó nè. Điện 100V. Nó 12A nha anh em. 12A nó gần 1200W á. Lưỡi của nó là 250. Lưỡi nó 250 nha anh em. Lưỡi 250. Cái này nó cắt tua chậm hay gì đó anh em ơi. Đây anh em thấy đây, đó. Cái đế nó là đế đúc nha anh em. Đế đúc nha. Đây nè, ghê chưa? Hoàn tráng em nói chưa? Đây công tắc của nó là công tắc này nha anh em. Đấy, công tắc của nó là nhấn bóp nè. Anh em thấy công tắc của nó là nhấn bóp, đấy. Đây là nó có cái vòi nước gắn vô đây nha anh em. Gắn vòi nước vô đây rồi anh em cứ mở nước là cắt nha. Nó chừa cắt gạch, cắt sắt, cắt gì đó là mà rồi có vòi nước nha anh em. Đấy. Đây. Ok nha anh em. Đấy. Cái này nó cắt sắt cắt gì đó, nó hình thức như vậy nha. Nó gắn ống vô đây rồi bắt đầu nó đây nó phá này lại nè. Đấy, con ốc này lú vô cái rồi nó xếp cứng nha anh em. Đấy. Vậy anh em chế ô tô hay là anh em muốn cây muốn làm gì làm đấy, anh em nào mà bán điện nước cắt ống, cắt sắt, cắt gì đó không? Cắt sắt thì đây, trước em này về. Đấy, cái độ nặng nó là tự động nó rất nặng nha. Đấy, khỏi cần đèn anh em. Đấy, mình chỉ dở lên thôi, còn tự nó xuống không à anh em. Đấy, tự nó xuống không à. Nè, mình buông ra cái này. Đấy, tự nó xuống. Đây nè, tự nó xuống nè. Đấy, tự nó xuống không à. Đấy, nó cắt có vòi nước tự nó xuống rồi anh em ghi mần chữ khác. Chừng nào xong rồi. Đấy nè, dây chạp phải nói là quá đỉnh nha. Đỉnh quá đỉnh. Đấy. Đây cây số 20. Cây số 20 này 1.800.000 nha anh em. Đây. 1.800.000 nha anh em. Đấy. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ anh em đăng ký kênh cho một like nha, để anh em nhận những video tiếp theo dễ dàng hơn nha. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.